Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay là thứ sáu, ngày 22 tháng 5, 2020. Hiện bây giờ là mình đang ở thành phố San Jose, California. Bây giờ là mình đang trên đường Capital Expressway ở thành phố San Jose nha các bạn. Mình đang trên đường chạy đi mua đồ ăn đó. Thì sẵn mình quay luôn cái đường cái cho các bạn coi cái tình hình hiện bây giờ ở thành phố San Jose nó ra làm sao đó. Xong rồi mình chia sẻ cho các bạn cái dịch COVID-19, cái ca nhiễm, mấy cái số ca nhiễm với mấy cái số người chết đó, cái gì cho các bạn biết luôn. Ok, bây giờ hiện đang bây giờ toàn thế giới là có hơn 5.300.000 ca nhiễm. Rồi hơn 339.000 người chết. Cái đó là toàn thế giới nha các bạn. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn cái nước mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều ca nhiễm nhất. Hiện bây giờ đang đứng đầu là USA, United States of America, là bên Mỹ nha các bạn. Hiện bây giờ bên Mỹ là có hơn 1.600.000 ca nhiễm. Rồi hơn 97.000 người chết. Hôm nay thì chết hơn 1.290 người nha các bạn. Quá nhiều luôn. Bên Mỹ ngày nào cũng có người chết các bạn ơi. Toàn là mấy trăm người hoặc là mấy ngàn người không à. Ghê quá trong một ngày đó. Đứng nhì là Brazil. Hiện bây giờ Brazil có hơn 330.000 ca nhiễm. Hơn 21.000 người chết. Rồi 966 người chết hôm nay. Mình thấy Brazil càng ngày càng nhiều người nha các bạn. Lúc đứng ở dưới chốt, múc ở dưới đó mà giờ đứng nhì rồi. Cũng ghê quá, bên Brazil cũng cũng nguy hiểm thiệt. Đứng ba là Russia. Hiện bây giờ Russia có hơn 326.000 ca nhiễm. Hơn 3.200 người chết, rồi 150 người chết hôm nay. Tiếp theo là Spain. Hiện bây giờ Spain có hơn 281.000 ca nhiễm. Hơn 28.600 người chết, rồi 688 người chết hôm nay. UK hiện bây giờ có hơn 254.000 ca nhiễm. Hơn 36.000 người chết, rồi 351 người chết hôm nay. Đứng 6 là Italy. Italy hiện bây giờ có hơn 228.000 ca nhiễm. Hơn 32.000 người chết, rồi 130 người chết hôm nay. France hiện bây giờ có hơn 182.000 ca nhiễm. Hơn 28.000 người chết, rồi 74 người chết hôm nay. Nước Turkey là hiện bây giờ có hơn 154.000 ca nhiễm. Rồi hơn 4.200 người chết. Hôm nay thì 27 người. Rồi China thì hiện bây giờ có hơn 82.000 ca nhiễm. Cái này là, nhưng mà cái số này nó không phải thật nha các bạn. Nó để trên cái website worldometers.info/coronavirus đó. Cái số của China thì thấy không có đúng đó. Nhưng mà mình đọc cho các bạn nghe luôn. Hiện bây giờ là đó thì 82.900 ca nhiễm, 4.600 người chết mà bữa giờ cũng y chang à, không có khác gì hết. Đó thì cái đó là mấy cái nước mà bên mấy cái nước mà nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất nha. Đó thì mình đang đọc trên cái website đó đó. Miễn mà các bạn nào mà muốn biết thêm chi tiết đó thì các bạn nhớ vô cái website đó nha. Xong rồi cái website này nó cũng có Việt Nam đó. Việt Nam là hiện bây giờ đứng 143 ca nhiễm, thì chỉ có 324 ca nhiễm, không có ai chết hết. Thì bên Việt Nam mình thấy đã quá, thấy ham quá, chắc về Việt Nam ở quá. Tại bên Mỹ bây giờ càng ngày càng ghê quá đi giờ. Nhưng mà giờ thì giờ làm sao đây, mình phải chịu thôi. Đó thì bởi vì bên Mỹ giờ nó cấm ra đường đó các bạn. Nó vẫn cho ra nhưng mà nó cấm ra mấy cái chỗ mà cũng như là mình chỉ vô, mình có ra vô được mấy cái chỗ mà cần thiết thôi đó. Chứ còn mấy chỗ khác thì nó cấm, nó không cho mình ra đường. Đó thì cái đó là khu mình đang ở nha, Santa Clara County đó. Ok, bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái tiểu bang bên Mỹ mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Đang hiện bây giờ đứng đầu là tiểu bang New York. New York hiện bây giờ có hơn 367.000 ca nhiễm. Hơn 29.000 người chết, rồi 124 người chết hôm nay. Tiếp theo là New Jersey. Hiện bây giờ New Jersey có hơn 154.000 ca nhiễm. Hơn 10.900 người chết.
rồi 134 người chết hôm nay. Đứng ba là Illinois, hiện bây giờ có hơn 105.000 ca nhiễm, hơn 4.700 người chết, rồi 108 người chết hôm nay. Massachusetts hiện bây giờ có hơn 90.800 ca nhiễm, hơn 6.200 người chết, rồi 80 người chết hôm nay. Rồi đứng năm là tiểu bang mình đang ở nha các bạn. Tiểu bang mình đang ở là California, thành phố San Jose, rồi county là Santa Clara County. Hiện bây giờ là có hơn 90.500 ca nhiễm, rồi 3.600 người chết, rồi 69 người chết hôm nay. Đó thì đó là tiểu bang của mình đó. Cái county của mình, Santa Clara County đó các bạn, là có nhiều người chết lắm nha các bạn. Nhất là trong cái số dùng 95122, 95116, 95121 với 95148 nha các bạn. Cái đó là cái số dùng mà có nhiều người chết trong cái thành phố San Jose đó. Thì nó mới đăng trên tin tức cho mình biết đó. Cũng gần chỗ mình đang ở nha các bạn. Cũng khu vòng vòng mình ở đó. Đó thì mình thấy cũng nguy hiểm ghê gớm quá các bạn ơi. Nhiều người ta ra ngoài đường đó, người ta không có, cũng như là người ta không có quan tâm đó, người ta đi ra ngoài đường người ta chơi đó, rồi nó lan tùm lum đó, thì bởi vì mới bị nhiều đó nha các bạn. Cái đó là trong thành phố của mình luôn á, ghê gớm quá. Bởi vì bây giờ mỗi lần mà mình ra đường á, mình phải cẩn thận, phải mặc, phải mang khẩu trang đồ, phải mặc bao tay đồ, tùm lum lá nha các bạn. Đó thì càng ngày nó càng nặng đó. Thank you.
Ok các bạn, mình cũng vẫn đang trên đường chạy đi chợ nha các bạn. Hồi nãy đang trên đường mình ghé vô cái tiệm trà sữa đó, đang thèm trà sữa đó, bởi vì ghé qua mua mấy ly nước uống với mấy cái mực chiên của họ làm đó, họ làm ngon lắm. Đó thì mình mới ghé vô mình mua đó, rồi giờ mình đang trên đường đây rồi, bây giờ phải đi chợ đây. Đi chợ đi mua đồ ăn rồi đó, tại giờ ở nhà hết đồ ăn rồi. Đó thì cái đường này mình chưa có quay cho các bạn coi nha. Cái này là hiện giờ là mình đang ở bên South San Jose nha các bạn. Thường thường là mình chỉ quay bên East San Jose với North San Jose đó. Mà bữa giờ mình chưa có quay bên South San Jose, là bây giờ hiện giờ là mình đang ở cái đường Blossom Hill nha các bạn. Cái đường này cũng dài lắm, cũng lớn lắm. Việt Nam mình cũng ở nhiều nha các bạn. Đó thì nói đại khái ra thì San Jose thì Việt Nam nó khu nào cũng có Việt Nam hết, đông lắm, Việt Nam ở thành phố này đông lắm. Ok các bạn, bây giờ cũng như mình nói đó, mình đang chạy đi chợ đó, cũng sắp tới chợ rồi đó. Sẵn đó thì nãy mình nói đó, thì mình sẵn mình quay luôn cái đường cái cho các bạn coi cái tình hình ở thành phố San Jose đó. Dưới nói luôn cái tin tức của cái vụ COVID-19 đó cho các bạn biết đó. Thì vậy thôi nha các bạn, có gì mình có thêm dịp đó, rồi mình quay thêm cái đường cái ở cái chỗ mà mình đang ở đó. Rồi mình nói thêm mấy cái tin tức nào mới đó mỗi ngày cho các bạn nghe, ok? Ok, các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Nhớ giúp mình nhé. Nhớ comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó nó có cái chuông đó các bạn. Các bạn nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Nhịp Sống Cali. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Có gì mình gặp sau. Bye bye.